Bonjour, bonjour, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ly Kê Việt Nam. Và ngày hôm nay, Ly Kê muốn gửi tới các bạn một video vô cùng hấp dẫn và thú vị và vô cùng có ích trong đời sống của chúng ta. Và trước khi bắt đầu xem video này thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất cứ một video bài học nào hấp dẫn từ kênh Ly Kê Việt Nam nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nhé. Ui, anh đau đầu quá. Em yêu ơi, em đi bác sĩ với anh được không? Em bận rồi, anh tự đi đi. Nhưng mà em nói tiếng Pháp rất tốt, anh nói tiếng Pháp không tốt. Em đi nhé. Đi. Thôi, anh tự đi đi, anh đi anh sẽ thực hành được nói tiếng Pháp. Ui giời. Và ngày hôm nay thì Ly Kê Việt Nam gửi tới các bạn một video. Và trong video thì sẽ có một nhân vật là một anh chàng. Anh ấy vừa mới chuyển sang Pháp, nhưng mà cái tiếng Pháp của anh ấy chưa thực sự tốt lắm. Một hôm thì anh ấy cảm thấy trong người rất là mệt mỏi, không khỏe. Mà cái người mà có thể giúp đỡ anh ấy nói tiếng Pháp thì lại bận mất rồi. Nên anh ấy buộc phải đến nhà bác sĩ một mình. Và trong cái hoàn cảnh này, khi anh đến và tại nhà bác sĩ thì đã có những cái sự việc vô cùng ngớ ngẩn và buồn cười xảy ra. Tại vì anh ấy chưa hiểu rõ tiếng Pháp. Và những cái điều ngớ ngẩn đó là gì? Thì hãy cùng theo dõi tiếp video này nhé. Bonjour, comment allez-vous? Je vais en vélo. En vélo? Non, je veux dire, est-ce que ça va? Ah, ouais, ça va, ça va. Et vous? Je vais bien. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène? Amener. Non, j'ai rien amené. Pourquoi? Ça va être compliqué. Và trong đoạn video vừa rồi thì các bạn sẽ có thể thấy cái sự hiểu nhầm của anh ta qua câu hỏi. Đầu tiên là câu hỏi bác sĩ hỏi là Comment allez-vous? Có nghĩa là bạn có khỏe không? Khi mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta có thể hỏi là Comment vas-tu? Là đối với những cái người mà chúng ta thân thiết rồi. Nhưng Comment allez-vous? Là để hỏi lịch sự với những cái người mà chúng ta lần đầu gặp hoặc là những người lớn tuổi. Nhưng mà trong một số trường hợp thì Comment allez-vous? Có thể hỏi là bạn đi bằng phương tiện nào. Ví dụ, comment allez-vous à l'école? Comment allez-vous au cinéma? Và trong trường hợp này thì bác sĩ hỏi anh ta là bạn có đang khỏe không? Nhưng tại vì cái vốn tiếng Pháp của anh ta còn đang là kiểu quá non nớt ấy, nên là anh ta đã hiểu nhầm thành là bạn đến cái nhà tôi bằng cái phương tiện gì? Và anh đã trả lời là đến bằng vélo. Đó là cái buồn cười thứ nhất khi mà anh ấy không hiểu tiếng. Và cái thứ hai chúng ta có thể thấy xuất hiện trong cái đoạn hội thoại giữa bác sĩ và cái anh bệnh nhân này, đó chính là cái câu là Qu'est-ce qui vous amène? Và trong cái câu này thì anh này hoàn toàn không hiểu cái câu này. Và mình nghĩ rằng là sau này khi mà các bạn đến bác sĩ, khi mà bác sĩ đặt ra cái câu hỏi là Qu'est-ce qui vous amène rồi, thì các bạn có thể hiểu là điều gì đang xảy ra với bạn. Có nghĩa là bạn gặp vấn đề gì, bạn đang đau lưng, đau họng, hay bạn đang đau bụng, hay bạn đang mệt. Thì khi mà mình đến gặp bác sĩ mà bác sĩ nói những câu này thì mình hãy biết để mình giải thích là mình có thể giải thích là J'ai mal à la tête, tôi đau đầu, hoặc là je tousse, hoặc là tôi đau, tôi ho nhiều này, J'ai mal à la gorge, được chưa nào? Và tiếp theo một cái câu cuối cùng thì sẽ là Ça va être compliqué. Các bạn có thể thấy cái từ compliqué này rất là giống trong tiếng Anh là complicated, đúng không nào? Có nghĩa là nó rất là phức tạp. Thì khi mà chúng ta giải thích, ví dụ như có một người bạn đến hỏi chúng ta một cái từ này mà chúng ta giải thích mãi, người bạn vẫn Non, je sais pas. Thì chúng ta sẽ có thể dùng câu này là Ça va être compliqué. Ôi, thật là khó khăn, thật là phức tạp để hiểu. Và tiếp chúng ta sẽ cùng theo dõi xem đến đoạn phim thứ hai này sẽ có những cái điều gì được cười xảy ra và những cụm từ nào thú vị nhé. Docteur, j'ai mal à la tête. J'ai le nez qui coule. Vous croyez que j'ai le Covid? On va faire un test PCR. Và trong phần thứ hai này thì anh bệnh nhân đã nói về những cái gì mà anh cảm nhận. Và chúng ta có thể thấy cái câu đầu tiên chính là J'ai mal à la tête, là tôi đau đầu. Và trong phần này chúng ta có thể thấy được một cái cấu trúc câu có thể sử dụng trong tiếng Pháp, chính là avoir mal à cộng với bộ phận trên cơ thể. Các bạn có thể dùng cái cấu trúc này để nói xem là chúng ta đau ở đâu trên bộ phận cơ thể người. J'ai mal à la tête là tôi đau đầu. J'ai mal au ventre là tôi đau bụng, hoặc là J'ai mal à la gorge là tôi đau họng nhé. Tiếp theo thì trong câu nói của anh bệnh nhân này sẽ có một câu là
J'ai le nez qui coule. Là khi mà chúng ta ốm thì chúng ta sẽ bị như này này mọi người. Là chúng ta sẽ bị sổ mũi nhá mọi người nhá. Thì sau này khi mà chúng ta đến bác sĩ á, thì chúng ta hãy nhớ những cái câu nói này để chúng ta nói lại với bác sĩ một cái cách chuẩn nhất, đúng nhất, chính xác nhất về những cái gì mà mình đang cảm nhận. Và câu cuối cùng trong phần này, đó chính là anh chàng bệnh nhân ấy đã nói là on va faire un test BCR. Là đây là câu nói của bác sĩ, là nói là chúng ta sẽ làm một cái test BCR. Một cái câu rất quen thuộc trong thời kỳ này đúng không mọi người? Thì nhớ nếu mọi người khi mà muốn nói là chúng ta muốn làm một cái test BCR thì mình sẽ nói là on va faire un test BCR. Đó, đó là cái câu nói trong tiếng Pháp. Và chúng ta vừa đến với phần cuối cùng trong video này. Và cùng xem trong phần cuối cùng của video này thì bác sĩ và bệnh nhân đã nói gì với nhau nhé. Bon, je vous rassure, vous n'avez rien de grave. Juste un petit rhume. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors je vais vous faire une ordonnance. Vous vous reposez pendant 2 jours et ça ira mieux. Vậy là chúng ta đã đến phần cuối video này. Và trong video này thì chúng ta sẽ có 5 cụm từ mà chúng ta cần phải lưu ý nhá. Và mình nghĩ rằng là chúng ta không những mà sử dụng được trong những cái lần mà chúng ta đến với Medison đâu, mà chúng ta còn sử dụng được trong những cái hoàn cảnh khác ở ngoài đời nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp được cái câu là je vous rassure, là tôi đảm bảo với bạn rằng, tôi đảm bảo với bạn nhé. Động từ rassurer là đảm bảo. Je vous rassure là tôi đảm bảo với bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cụm từ un rhume là cảm. Un rhume là cảm. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm từ là une ordonnance là đơn thuốc ấy mọi người ạ. Khi mà chúng ta đến khám bệnh xong thì thường médecin sẽ đưa cho chúng ta một une ordonnance để chúng ta có thể acheter, là mua những cái thuốc để chúng ta uống để chúng ta cảm thấy tốt hơn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cụm từ là reposez-vous, là hãy nghỉ ngơi đi. Và động từ nguyên thể đây chính là động từ se reposer, là nghỉ ngơi. Và không chỉ trong cái hoàn cảnh này mà khi chúng ta gặp những cái người bạn của chúng ta mà thấy bạn mình đang mệt mỏi, hoặc là những cái người xung quanh mình đang mệt mỏi ấy, thì mình có thể bảo họ là repose toi này, là đối với những người mà thân thiết, hoặc là reposez vous là đối với những người mà chúng ta lịch sự, là hãy nghỉ ngơi đi. Và cuối cùng là câu ça ira mieux, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, mọi thứ sẽ tốt thôi, đừng lo, mọi thứ sẽ tốt thôi. Và mình nghĩ rằng câu này không chỉ khi mà chúng ta đi khám bệnh bác sĩ nói với mình đâu, mà khi mà mình muốn an ủi một người nào đó hoặc tự nhủ với chính bản thân mình là mọi thứ sẽ tốt hơn thì chúng ta có thể sử dụng câu ça ira mieux này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này của Luy Kê Việt Nam, và đừng quên bấm nút like, chia sẻ và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Luy Kê Việt Nam. Au revoir et à bientôt!